anh chị và tất cả quý vị khán giả đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Một lời chào chuẩn nghệ sĩ ạ. Chị nghe nói em sắp là danh hài mới của làm sự đất Việt hả Phúc? Sao chị sợ tên em ra là toàn là Đức Phúc danh hài mới nổi không à? Các tại thế này, duy giáo dễ thương trong cái trường rời cậu đây rồi. Dạ, thôi bây giờ để mình tiếp tục cái buổi hội này, mình tiếp xúc rất là gần gũi với các bạn độc giả. Và đặc biệt khi mà có mặt ở hội sách thì Đức Phúc biết là các bạn là những người rất là quan tâm đến chiều sâu của tâm hồn. Và các bạn mong muốn là cái cuốn tự truyện I Believe I Can Fly này không chỉ là thấy được một cái cuộc sống thực của Đức Phúc mà các bạn còn học được một điều gì đó cho chính mình. Bởi vì các bạn thấy fan của Đức Phúc và các bạn độc giả ở đây ở cái độ tuổi tầm khoảng 14 đến 25 là những người rất dễ bị ảnh hưởng, đặc biệt bởi những người của công chúng. Thì Đức Phúc nghĩ thế nào về cái tinh thần của I Believe I Can Fly có đáp ứng được cái việc là giúp cho các bạn có một thông điệp tốt hay không? Em xin trả lời câu hỏi của chị. Thì thực ra là cái cuốn sách lần này em lấy cái tựa đề là Đức Phúc Everyday. Và cũng như là khi mà mọi người nhìn lên cái bìa sách với một cái màu tông màu nó rất là tươi sáng như thế này, thì đó cũng như là một cái thông điệp của em muốn gửi đến trong cuốn sách. Nó sẽ... Thực ra là em chỉ gọi nó là cuốn sách nhưng em cũng không gọi nó là tự truyện. Tại vì nó chỉ là những cái câu chuyện của em từ nhỏ đến lớn. Và tất cả là chỉ mang một cái thông điệp rằng là muốn gửi đến tất cả các bạn trẻ, đặc biệt là tất cả các bạn đọc trẻ, sẽ luôn luôn giữ vững cái niềm đam mê của mình và hãy luôn luôn theo đuổi được cái niềm đam mê đó. Với cái thông điệp của cuốn sách lần này, em hy vọng, nghĩa là em không thể biết được là cái cuốn sách này và cái thông điệp này nó có thể 30% truyền tải được đến tất cả quý vị khán giả, nhưng em hy vọng là nó cũng được một phần nào đó để đã giúp một chút gì đó truyền cảm hứng đến cho tất cả các bạn trẻ luôn luôn có một cái niềm đam mê mà mình luôn giữ vững trong mình. Thấy được lửa trong cái lời em nói. Và khi mà chạm vào quyển sách thì thấy là cái bìa đẹp nè, trình bày cũng đẹp, hình như bạn Đức Phúc dành cả thanh xuân để chụp hình đẹp, tình sao đó, nguyên cuốn sách toàn hình đẹp không à. Và đương nhiên cũng có rất là nhiều những cái chương được chia ra với rất nhiều những cái thông tin vừa hấp dẫn và vừa rất là thực. Thì mình tua lại để mình xem được cái hành trình của Đức Phúc cho nó đúng thứ tự nha. Mở sách ra thì thấy chứ là cái phần Đức Phúc tự bày đúng không? Trong cái phần tự bạch đó thì ấn tượng ở một cái chỗ là món ăn ghét nhất là con nhộng. Tại vì con nhộng mở ngoặc mấy con quỷ này trong y như con sâu. Dạ. Thì tự nhiên chị có một ấn tượng với con nhộng. Chị thì rất thích con nhộng. Chị không bao giờ ăn con nhộng đó mà chị thích hình ảnh con nhộng. Bởi vì con nhộng nó xấu xí. Nó trong cái két, cái từ từ nó biến thành con bướm. Đó. Thì cái hình ảnh nhộng này á, mà so sánh với Đức Phúc, em có nghĩ rằng là em có một phần nào đó ghét con nhộng, tại vì mình cũng đã có một thời gian bị ám ảnh về ngoại hình của mình không được đẹp thôi. Thực ra hôm nay chị nói thì em mới nghĩ như thế. Thì em cũng không nghĩ sâu xa như vậy được. Em chỉ biết rằng là cái hồi mà em ăn nó mà em rất là sợ, em không dám ăn nữa đâu. Và em đến đấy đó là cũng là cái món ăn mà em không thích nhất. Nhưng mà hôm nay nghe chị thầy nói thì em thấy là nó cũng rất là ý nghĩa. Dạ, có nghĩa là dành cả tuổi thanh xuân để tránh ăn con nhộng, đúng không? Dạ. Ngoài ra thì cái tuổi thanh xuân của mình còn làm cái gì nữa này? Em để cho nó biến thành bướm mà em không ăn nó. À, em thích nhìn nhộng biến thành bướm. Còn biết mình, em nghĩ hôm nay mình đã thành bướm không? Em nghĩ rằng là với hôm nay thì em đã thành được một người con ngư hay chứ không phải con bướm. Dạ. Là người có mơ ước, có đôi cánh thiên thần chứ không thành con bướm đúng không? Rồi bây giờ mình tua lại chút xíu nha. Tại chị thấy là trong cái cuốn sách này em nói nhiều về tuổi thanh xuân của mình á. Tại sao mình dành cả một ba cuốn sách để nói về tôi là ai, tôi sinh ra ở đâu và... Lần đầu tiên em làm một cái cuốn sách. Thì đây không phải, cuốn sách này là không phải là em là người tự viết, mà có chị Đào Trung Nguyên và chị Võ Thu Hương là người chắp bút cho cái cuốn sách lần này. Thì cái phần đầu mà tự bạch đó là có chị Đào Trung Nguyên là gợi ý cho em là nên làm cái phần đó để cho kiểu cái cuốn sách nó thêm phần nó phong phú hơn, thì em đã đồng ý. Chứ còn trước đó thì em cũng không biết về cái vấn đề này. Nói chung là về cấu tứ bố cục thì đã có sự còn bút lo rồi, nhưng mà về bản thân mình cũng phải có cái chất liệu. Dạ, thì người ta cũng bắt được là ngay cái tuổi thanh xuân của mình là dành rất nhiều thời gian để đi thi ân rời nè, hoặc là để đi hát rồi trời rồi mình hát tiếp, rồi mình chống chọi với các comment của các anti fan đó, đúng không? Thì giai đoạn đó như thế nào em có thể kể cho mọi người nghe để cho ra được một chú bướm, một thiên thần như hiện nay hay không? Thực ra thì nó cũng chắc là nó cũng chỉ có nó cũng không đến mức mà kinh khủng quá gì nhiều. Nghĩa là cái tất cả khi mà cái cuốn sách này ra mắt thì em nó thực ra là nó là nói về cái quá trình từ nhỏ đến lớn của em và những cái mà thứ em trải qua trong cuộc đời và cũng như là đến thời điểm hiện tại.
thì nghe là nó rất là nhiều nhưng mà thực ra là nó cũng không có quá gì gọi là bị quá cả. Tất cả mọi thứ nó đều rất là nhẹ nhàng để đem đến một cái thông điệp ý nghĩa cho quý vị khán giả. Và để nói về những cái quá trình đấy thì khi mà chắc là ví dụ là trong cái cuốn sách này là nó sẽ nói kỹ càng hơn. Còn nếu mà ở trên ví dụ các phương tiện truyền thông thì mọi người đã có thể biết được là em là quán quân giọng hát Việt và em năm 2015 em trải qua những cái bước dấu mốc như thế nào, ví dụ những cái dấu mốc ngay sau khoảng đó khoảng một thời gian thì là cái tên tuổi của mình nó lại bị nghĩa là nó lại nguội dần sau khi đạt quán quân. Đúng rồi. Dạ, của giọng hát Việt thì mình đã show nhưng mà sau khoảng bao nhiêu tháng thì mình lại nguội lại? Em nghĩ là sau cũng khoảng nửa năm. 6 tháng sau là lại ít show trở lại. Đúng rồi. Và sau đó lại đến một cái lần gọi là lần thay đổi ngoại hình thì lại được quý vị khán giả để ý đến nhiều hơn. Và tiếp đéo tiếp theo sau đó thì nó là cái lần ơn giời của đây rồi, một cái lần mà em không bao giờ nghĩ đến mà tự dưng nó lại đến. Vậy là ba dấu mốc cậu ấy chia ra rất là rõ ràng, đó là một là đi thi The Voice, các show khủng khiếp, 6 tháng sau hết show buồn, chuẩn bị quẩy gánh về lại Hà Nội xin chị Mỹ Tâm là cô ơi con không hát ở đây nữa đâu, con ít show quá con đi về. Cái xong rồi cuối cùng chạy chạy cũng ở lại xong rồi vẫn ít show. Sau đó mình đi phẫu thuật thẩm mỹ. Đó, thì đây có một cái trang là cái cột mốc, chị vẫn thấy cái này là đập vô đầu chị. Chỗ nào đập đầu nguyên chiếc, nhập đầu nguyên chiếc là sao em? Cái chỗ đó là... Đây là trong này ghi cho hỏi chỗ nào nhập đầu nguyên chiếc. Lại nói về bức chân dung với mặt mới mà Phúc đang tự đăng trên trang Facebook vào sáng ngày 31 tháng 7 năm 2017. Thật không thể tin nổi, bức ảnh nhận được đến 3.600 comment và được chia sẻ tận hơn 2.600 lần. Đời Phúc chưa từng có bức ảnh nào nóng bỏng tay bỏng miệng đến vậy. Em xin quay ngược lại một chút xíu là khi mà chị nói đến cái đoạn mà gọi điện xin vô tâm và là thôi về Hà Nội. Và xong cuối cùng lại vẫn là quyết định chật vật ở lại thành phố Hồ Chí Minh để theo đuổi con đam mê. Thì đó chính là cái mấu chốt mà vì sao mà trong cái cuốn sách này đó chính là cái mà để truyền đến được cái thông điệp là lý do vì sao mà cuối cùng anh lại ở lại cũng như là vì sao anh lại không về lại Hà Nội. Đó, thì lại trong cái cuốn sách này nó đều có những cái vấn đề đó và những cái thứ đó là để làm nên được cái thông điệp của cuốn sách lần này. Và còn cái đoạn mà chị nói đó thì đấy chính là cái đoạn mà cái bước lọc mà khi mà em thay đổi ngoại hình đến bây giờ. Dạ, trong khi em chuẩn bị ra MV hả? Chuẩn bị ra sản phẩm hả? Thì lúc đó Phúc trả lời thì sao? Em mới trả lời là ôi giời anh ơi, thực sự là em bây giờ em còn chưa có nổ một cái bài hát mới, nghĩa là ra MV em còn đang đi tìm bài hát mới đây này, tại vì em không thể biết được là cái hiệu ứng của nó lại quá lớn như vậy để mình, tại vì trước đó em không hề chuẩn bị trước một cái gì cả. Thế xong lúc đấy nói là sao anh mới bất ngờ là như thế. Thế thực ra lúc đấy là khi mà mọi người, em nghĩ chắc là mọi người cũng sẽ tưởng tượng là chắc là chuẩn bị ra bài hát rồi hay gì đấy, nhưng mà thực ra là ngay lúc đó không hề có một bài hát, tức là vẫn đang trông chân. Đúng rồi, chưa hề có một bài hát mới nào cả. Thì mãi khoảng sau đó thì đến ngày 21 tháng 10 thì em mới ra mắt các khúc Tao Còn Yêu Nhau. Thì sau đó khoảng hơn 3 tháng. Lúc đó Phúc có buồn không khi mà mình cũng nổ được rất là nhiều nhưng mà luôn luôn được gắn một cái danh đó là ca sĩ không hit? Thực ra là cái lúc đó thì là nói là ca sĩ không hit thì nó cũng chưa hẳn là đúng. Tại vì là đợt cuối năm 2016 thì có ra mắt các khúc ảnh nóng của anh. Thì rất là may mắn thì đến cái thời điểm đó thì là cái các khúc ảnh nóng của anh đã được rất là nhiều quý vị khán giả cũng như tất cả các bạn yêu thích. Thì chính nhờ các khúc đó mà cái đợt đó thì cái chương trình biểu diễn của em nó lại có thêm một chút xíu. Dạ. Dạ, thì đó cũng may mắn, đó là một cái ca khúc may mắn và gọi là ca khúc hit nhẹ đầu tiên của em trong cuộc đời sự nghiệp ca hát. Và đó thì tóm gọn lại cái chương 1, Trinh thấy đâu đó cũng có hình ảnh của chính mình và hình ảnh của tất cả các bạn trẻ ở cái tuổi trong trên. Người ta nói tuổi trong trên là khủng hoảng tuổi 20 á, mà tới 25 hoặc là có nhiều người 30 cũng chưa hết khủng hoảng. Họ cảm thấy họ thua kém, không về ngoại hình thì về tài năng, không về tài năng thì về điều kiện. Và lúc nào họ cũng cảm giác là mình luôn luôn không đủ thành công hơn người khác. Và cái con đường họ đi họ có những đột phá. Và sau những đột phá đó cuối cùng lại thất bại. Rồi lại cố gắng, rồi lại thất bại. Và hình ảnh của Đức Phúc cũng chỉ là một công thức chung của rất nhiều các bạn trẻ mà thôi. Nhưng đến cuối cùng hiện nay mình không dám nói đây là một cái cú hit quá thành công. Đến hiện tại thì con đường phía trước còn quá dài. Nhưng phải nói là so với chú Nhậm ngày xưa thì bây giờ chúng ta đã bắt đầu tập tễnh bay lên được rồi đúng không nào?
Và trong cái chặng đường mà hóa bướm đó thì đương nhiên mình cũng không đi một mình, mà mình có may mắn có những người bạn, những người đồng nghiệp đã luôn đồng hành. Thì không biết hôm nay là Vũ, Thảo My và Eric và cả Hoàng Minh Di đã góp mặt chưa ạ? Họ đã có mặt ở đây chưa? Dạ, chắc chắn là họ sẽ có mặt, nhưng mà còn bao giờ đến Vũ không biết. Thế thì tôi hỏi ban tổ chức chương trình à, là họ chưa có đến, bởi vì chắc là mỗi lần mà đi với Đức Phúc là phải chương diện khủng khiếp lắm. Gia đình Hoa Dân Bột mà. Dạ vâng, và em khi mà chị Trinh nói ra những cái thứ vừa rồi thì em lại để ra trong đầu rất là nhiều thứ. Và khi mà chị nói là những cái bạn trẻ mà kiểu cảm thấy mình gọi là sao, tủi thân mà cũng như là yếu kém, không hòa, không bằng được người khác hay gì, thì em nghĩ là khi mà trong mỗi chúng ta mà đã có cái suy nghĩ như vậy rồi thì em nghĩ là điều đó là còn là một cái điều rất là may mắn, là vì mình còn biết nghĩ ra những cái điều đó là mình để mình phấn đấu mình tốt hơn. Tại vì có những người em nghĩ là còn không kiểu rất là còn không để ý đến là mình thấp kém hơn người khác hay là như thế nào. Thế em là mình có tự nhận diện được mình xấu, mình có phấn đấu, đúng không? Đã, nghĩa là mình sẽ phải nhìn được cái bản thân của mình ở đâu, và cũng như là cái thứ mà mình muốn để mình tiếp tục mình phấn đấu và mình nỗ lực đạt được cái đó, và để có thể có một ngày nào đó sẽ hơn được người ta. Chứ còn nghĩa là em rất là ngưỡng mộ cũng như rất là trân trọng những người mà luôn luôn có cái mục tiêu để mình phấn đấu. Thì khi mà mình đã đạt ra được cái mục tiêu rồi thì đó là em nghĩ là đã đạt được 50% cái gọi là sao, cái nguyện vọng của mình. Vọng. Dạ. Không biết ở đây có bạn trẻ nào vẫn có cảm giác trong trên không ạ? Tới giai đoạn này mình chưa cảm thấy hài lòng với cái gì hết, không có cái gì ra cái gì hết, ngoại hình, điều kiện, công việc, sao thấy mọi thứ mình vẫn còn đang đi tìm cái hướng đi của mình. Dạ, thì ở đó có một vài cánh tay giơ lên, một vài cánh tay không có can đảm giơ lên, nhưng bản thân trên mình cũng muốn giơ tay lên. Ở vị trí nào mình luôn có một cái mục tiêu nào đó mà mình chưa hoàn thành và mình khao khát được hơn nữa, cái đó có phải gọi là tham lam không ta? Em nghĩ rằng là đó chỉ là những cái thứ mà ta đặt ra thôi. Còn cái điều mà ta đạt được và ta làm được hay không thì nó lại là một cái điều khác. Và đến khi nào mà ta mệt mỏi quá rồi mà ta không làm nổi nữa rồi thì em nghĩ là thì thôi, chứ không gọi là tham lam quá. Vâng, để biết là có phải là tham lam hay không thì bây giờ mình phải đi vào hồ sơ gia đình nữa, để xem là hồi nhỏ Phúc có phải là người mơ ước quá nhiều. Bây giờ thì ba mẹ không có mặt ở đây không Phúc, nhưng mà được dì Uyên và dì Linh cũng sắp xếp, và hai dì cũng là những người rất là quan trọng trong đời của Phúc. Những cái thông tin về hai dì và sự giúp sức từ lúc mà Phúc từ Hà Nội về Sài Gòn thi thố rồi Voice đến bây giờ đã được ghi rất là chi tiết. Thì xin phép là cho Hà Trinh được mời dì Uyên và dì Linh có thể lên sân khấu được không ạ? Dạ. Dạ, xin chào dì Uyên và dì Linh. Mọi người có thể cho dì Uyên và dì Linh một tràng pháo tay được không ạ? Hai người dì rất là trẻ, đẹp và dễ thương của Đức Phúc. Dạ, Trinh xin mời hai dì, chắc là kêu hai chị quá. Bắt chước Phúc kêu dì mà sao lên sân khấu thấy trẻ quá. Thôi, dạ, chào hai chị. Chắc là đầu tiên mình cũng gửi lời chào đến quý vị độc giả ạ. Xin kính chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn đang có mặt trong buổi ra mắt tự chuyện của Đức Phúc ngày hôm nay. Lời đầu tiên tôi xin kính gửi lời cảm ơn mọi người chúc sức khỏe và chào trân trọng nhất. Tôi là Hà Y và đây là Hà Linh, là em gái, là dì của Đức Phúc, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, chào chị Hà Uyên, Hà Linh, em là Hà Trinh ạ. Dạ. Hôm nay thì đến đây á, cái câu đầu tiên thì chắc là mời mọi người nhìn qua trái ạ. Dạ, nhìn Phúc đắm đuối 10 giây được không ạ? Dạ, đuối 10 giây luôn á chị, em nghiêm túc luôn á. Bây giờ nhìn đắm đuối 10 giây, Phúc cũng nhìn lại 10 giây được không Phúc? Đó, bây giờ giây phút kêu gia đình mà nhìn như là không dám nhìn Phúc cỡ hay sao á. Sở dĩ em kêu nhìn là bởi vì quan sát thật kỹ xem cậu cháu của mình á, so với những cái gì trong ký ức của mình bao nhiêu năm vừa qua, khác như thế nào? Thực sự ra thì sau khi mà Phúc dậm chân thì mình cũng đã thấy Phúc có những cái thay đổi rất là nhiều so với lúc trước rồi. Thì lúc đầu khi Phúc chia sẻ là con sẽ phẫu thuật bệnh Mỹ thì mình cũng hơi bị sốc. Nhưng mà nói thôi, bây giờ có cơ hội như vậy thì con cứ thử thay đổi đi xem như thế nào. Tính của Phúc quá thì Phúc hay sợ đau, nên cũng nói là con cũng rất là lo, con không biết như thế nào.
nhưng mà mình cũng chỉ biết động viên Phúc mà thôi, cố gắng mạnh mẽ lên. Thì nghĩ là mình cũng đưa những cái hình ảnh của rất là nhiều người cũng đã từng phẫu thuật thẩm mỹ và nó đã thay đổi cải thiện rất là nhiều, thì mình nghĩ là con cũng vậy, nếu mà con mà thay đổi thì chắc là cũng sẽ đẹp hơn nhiều. Thì Phúc cũng nói là thì sau khi mà Phúc phẫu thuật rồi được khoảng lúc đó là 9 ngày thì Phúc có gửi cho doanh nghiệp tấm hình. Hôm nay thì xem con còn có khác gì không. Thực sự lúc đó thì mình cũng thấy là đã khác rất là nhiều. Mặc dù Phúc á, là cái cầm của Phúc, mọi người cứ nói là Phúc mà cắt hàm, cắt độ cầm, có độ cầm sơ sơ thôi nhưng mà không có cắt hàm. Nhưng mà mọi người thì nói là cái này là Phúc chắc phải làm nhiều lắm về cái bộ phận của Phúc. Nhưng mà không hề chỉ độ lên một chút xíu thôi, với nâng mũi cũng không cắt mắt luôn mà Phúc đã thay đổi như thế này. Rất là hiện tại thì rất là đẹp, rất là mừng cho Phúc. Cảm ơn chị Uyên ạ. Còn chị Linh, về những gì mà chị Uyên chia sẻ là về ngoại hình, nhưng mà về cảm giác của chị Linh đó, thì Phúc đã có những thay đổi gì không? Mình thấy thì Phúc cũng thay đổi về tính cách thì không có thay đổi gì, về tính cách thì vẫn như thế, vẫn cứ tăng động lên trên nhà thì lúc nào cũng hỏi chị có gì ăn không cho con, lúc nào cũng bắt chị nấu cơm cho con ăn, đi tập đi diễn thì gì hôm nay chị nấu cơm cho con ăn nha. Tức là chị Linh thì cũng chỉ có hỗ trợ Phúc ở cái phần mà ăn uống là nhiều hơn, cho nên là tin tức về Phúc bây giờ thì đẹp hơn hồi xưa, nhưng mà lâu lâu vẫn coi lại mấy cái hình cũ thì tôi không ngờ trẻ bây giờ khác quá. Nhưng mà mình cũng mừng cho Phúc rất là nhiều, từ những cái bước đi đầu tiên này cũng có nhiều anh chị, nhiều FC ở đây từ những cái bước đi đầu tiên đã ủng hộ Phúc rất là nhiều, từ khi Phúc là một cậu bé nhút nhát hơi không được ưa nhìn cho lắm, nhưng mà có một cái nghị lực thì rất là lớn, mình cũng rất là mừng cho Phúc. Chị nói gì ạ? Chị nói Phúc là cậu bé nhút nhát ạ? Phải không Phúc? Ngày xưa thì hay ngại, nhút nhát lắm. Đứng ở đâu là cũng cứ đung đưa rồi nói thì cứ lắp ba lắp bắp. Bây giờ thì cũng thế nhưng mà cũng giảm hơn nhiều. Có nghĩa là theo mô tả trong ký ức của gia đình thì Phúc là cậu bé nói lắp bắp, nhưng mà khi mà về xin ăn thì nói rất là rõ. Dạ nhà gì có đồ ăn không, nấu ăn cho con ăn, đúng không ạ? Còn riêng Phúc ký ức về hai dì như thế nào, Trinh thấy độ tuổi không có chênh lệch như là chị họ và em họ vậy. Nhưng mà mình vai vế vẫn là dì và cháu, thì trong ký ức của Phúc hai dì là những người như thế nào? Thực ra thì là hai dì là sống ở trong miền Nam, còn trước đó thì là em sống ở ngoài miền Bắc. Và em nghĩa là cái đợt mà vào tham gia giọng hát Việt á, thì thực sự là khi mà nếu trong cái cuốn sách này em có ghi gọi là đấy cái quá trình cũng như những cái câu chuyện của em, thì trong cuốn sách này nó cũng có một cái chi tiết rằng là khi mà em tham gia giọng hát Việt, những thứ mà em có và những thứ mà em đem vào Sài Gòn và cái hành trang của mình để vào đi thi giọng hát Việt nó như thế nào. Và thực sự là hồi đó em nhớ cái khoản tiền mà để em vào tham gia giọng hát Việt thì hồi đó là nó có khoảng là hơn 2 triệu để mình cầm vào để thi giọng hát Việt. Thì thực ra hồi đó là khi mà vào thì mới có là bà cha ông Nam là ông bà trẻ là em đang ở nhà hiện tại này này, và chị Uyên, chị Linh thì là hai là những người thân ở trong thành phố Hồ Chí Minh, và nghĩa là sao, giúp đỡ em trong cái thời gian mà em tham gia giọng hát Việt đó, là cứ mỗi lần mà ví dụ mà đi nghĩa là gì hay kiểu đi ăn để kiểu gọi như là bồi dưỡng, hoặc những cái lúc mà mình đi thi như thế, bà cha cũng như vậy, cũng là đưa bánh cho em hoặc là đi khách sạn lấy đồ về giặt hay gì đó. Và các chị thì là em nhớ là có một cái lần như này, là lần đó là phải chuẩn bị một cái quần để chuẩn bị cho cái đêm thi rõ việc, thì cuối cùng nhưng mà cái lúc đó thì tiền trong người lại không có, thế thì mà em mới nhớ đến cái câu mà nghĩa lần nào mặc gì là y rằng cứ lúc đi về là mình cũng sẽ đều bảo có gì cần giúp đỡ khó khăn này thì mình cứ liên lạc gọi mình ngay. Nhưng mà thực ra thì trong lòng em lúc đó em vẫn rất là ngại, nên là nhưng mà đến cái lần đó là cuối cùng là không thể nào mà còn cái cách nào nữa rồi, thiếu nguồn đúng không? Đúng rồi, dạ. Em không thể nào mà em vay được quá nhiều các anh chị ở trong cuộc thi nữa rồi, thế là hồi em mới gọi thì thế lúc đấy là thì mới đến mà thì giúp đỡ ngay. Và thực là lúc đó là nghĩa là cái đầu tiên em chỉ cần như này thôi, nhưng mà thì đưa cho em rất rất là nhiều lần, và ý là
các dì với cả ông bà Trang và ông Nam ở trong Sài Gòn thì đều là những cái người thân mà em đều rất là quý và cũng như là rất là trân trọng những cái quãng thời gian từ ngày xưa đến bây giờ đã giúp đỡ em rất là nhiều, nên là thực ký ức nó lớn hơn là đẹp. Dạ, và khi mà bạn nói về điều đó với sự ấm áp trong đôi mắt thì Trinh cũng cảm thấy là vui thay, bởi mình cũng là người Sài Gòn. Thì mình thấy trong cái trang 108 là có cái phần thí sinh thiếu quần thì có nói về cái ức này cũng rất là rõ ràng. Quý vị nào muốn biết thêm về chi tiết này thiếu quần như thế nào thì chúng ta có thể xem qua I Believe I Can Fly trang 108 và 109 cũng có sự hiện diện của hai dì ạ. Chia sẻ rằng là trong câu chuyện này thì là chắc chắn là câu chuyện từ hồi nhỏ đến lớn thì là bố mẹ cũng có chuyện rất là nhiều, thì là cũng có những câu chuyện về của bố của mẹ nữa, thì em cũng có nói trước với bố mẹ rồi là có những cái câu chuyện này có thể rước ra. Thì thực ra thì là về bố mẹ em thì vẫn luôn luôn là chồng môn, mặc dù là có những cái lần gọi là sao, những cái lần mà làm em kiểu em cũng không thấy thích lắm, nhưng mà cuối cùng thì tất cả mọi thứ chuẩn bị cũng chỉ để em tốt lên. Đã, thì là em cũng đó, cái phần mà viết về gia đình mà cũng như cái câu chuyện từ nhỏ đến lớn thì nó cũng khá là nhiều. Hy vọng là quý vị khán giả mà khi mà đọc xong cuốn sách này sẽ phần nào đó mà đồng cảm được với cái cuộc sống cũng như là cái câu chuyện trong cuốn sách này. Và em có một chút gì kể, thì hôm qua em có tham gia một cái chương trình cũng là live nói về cái cuốn sách này, thì có bạn có hỏi rằng là liệu rằng là tại vì cuốn sách này không phải là em viết mà là có hai người chắc bút như vậy, thì liệu cái giọng văn ở trong cuốn sách này nó sẽ có khác hoặc hay nó có bị hư cấu quá là nhiều không? Thì em có chia sẻ rằng là có bị hư cấu quá là nhiều không, thì em có chia sẻ rằng là thực ra thì là về cái phần mà hư cấu hay không thì hôm qua chị nói thì em mới biết, chứ còn thực ra tất cả mọi thứ trong cái cuốn sách này đều là câu chuyện của em thật hết và em viết ra. Và còn về cái giọng văn thì em có chia sẻ rằng là để mà em tự viết ra cái cuốn sách này thì chắc chắn là cái giọng văn nó sẽ thoải mái và nó vô tư hơn rất là nhiều. Nhưng mà khi mà em mới ngẫm nghĩ lại rằng là cái cuốn sách lần này phát hành ra là sẽ để cho rất là nhiều tầng lớp khán giả, những người già và những bạn trẻ đều có thể là sẽ đọc được cái cuốn sách này, nên là chúng ta phải tìm được một cái giọng văn viết nó chung nhất, nó sẽ không bị một cái gì quá cả, nghĩa là không thể quá dễ và cũng không thể quá khó để viết nên cái cuốn sách này. Thì khi mà em đọc được cái bản thảo file để duyệt cái cuốn sách lần này thì em mới thấy rằng là rất là may mắn khi mà có gặp được chị Đào Trung Nguyên và cũng như là chị Võ Thu Hương đã có cái giọng văn và cũng như là viết lên được những cái câu, những cái đoạn rất là hợp với cái ý của em, và cái giọng văn cũng rất là phù hợp, và hy vọng là cái cuốn sách này sẽ phù hợp được với tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn Đức Phúc về sự cảm kích này, và hy vọng là chị Trung Nguyên và chị Thu Hương đang công tác cũng có thể theo dõi được. Và cũng cảm ơn Đức Phúc rất là nhiều. Hy vọng là hai chị Triệu Yên và chị Linh cũng dành thời gian để xem qua cuốn sách và cùng đóng góp cho bạn Đức Phúc nha.